Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 7 đối tượng trú tại xã E Giêng, huyện Cờ Rông Bắc, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hai hành vi giết người và cố ý gây thương tích. Trong nhóm này, đối tượng Trường, 19 tuổi, bị khởi tố về hành vi giết người. 6 đồng bọn của Trường bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích và được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo điều tra ban đầu, đêm mùng 7 tháng 12 năm 2022, nhóm của Trường đi nhậu về thì gặp trời mưa nên vào trú mưa tại cổng trường Trung học cơ sở E Giêng, huyện Cờ Rông Bắc. Tại đây, nhóm của Trường xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với một nhóm thanh niên khác. Sau khi đánh nhau, nhóm Trường về gọi thêm đồng bọn và mang theo dao, cây gậy, gạch đá đi tìm nhóm thanh niên kia để đánh trả thù. Khi đến đoạn đường ở buôn Con Quang, xã E Giêng thì nhóm Trường bắt gặp Chăn TV, 22 tuổi, Thanh, 25 tuổi và Sa On, 23 tuổi, trú cùng xã. Mặc dù không liên quan đến việc đánh nhau trước đó, nhưng giữa hai bên đã lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, nhóm Trường đã cầm hung khí đánh chém nhiều phát vào đầu Thanh, Chăn TV và Sa On. Rất may, ba nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, Thanh bị thương tích 28%, Chăn TV bị thương tích 13% và Sa On bị thương tích 1%.